Đi luôn ra luôn luôn rồi đấy, sao em là bị nó thoái hóa cột sống rồi, là nó tê tức từ mông xuống chân luôn. Đúng rồi, mà nếu mà đứng khoảng từ 5 phút là chân tê dặt hết luôn à. Mà khi bước đi là nó mất thăng bằng ở trong mặt. Ừ. Em bị bao lâu rồi? Bị có khoảng, nếu mới bị cách đây khoảng 1 năm là nó bị này. Ừ. Thì nó còn nó bị nặng trước thì bị 4 năm này rồi. Ừ. Rồi bây giờ cái cử động là khó khăn nhất. Vâng, không cử động thì cũng vẫn bình thường, mà một khi bắt đầu mình cử động nó mới đau. Rồi bây giờ cúi xuống được chưa anh? Cúi xuống. Thế đứng là tí là thế. Đó, rồi đau rồi. Đau cua đó, ok. Rồi ngồi xuống thôi anh. Ngon lành. Rồi đi lại là bình thường hết. Khi đứng lâu hoặc là đứng lâu rồi mới bị nha, ok. Rồi. Rồi tay thì vòng qua đó. Ok, rồi đổi tay kia. Rồi, rõ ra. Thì hai cái là rồi. Em để cho anh ông này làm cái này đi, anh làm gì? Đủ tay. Ủa cái lớp này, cái đồ nhóm này sao kỳ vậy? Nó yếu xịu. Rồi, nằm xuống. Rồi, 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 quay đi. Rồi, nhấc mông lên. Rồi, bên lên kìa. Rồi, thả lỏng ra nha. Đây, đứng gồng. Đứng gồng. Gồng chi? Gồng bể ghê chứ nha. Nghe nó đầu liền á. Rồi, quay vô đây. Quay. Nguyên đi qua, đi qua, đó đúng rồi. Xích qua vô đây chút. Đó. Anh ơi. Ờ. Anh đang ra đây, đừng nói. À lỏng ra nói vậy đó. Rồi, quay qua đây. Xích ra đây đi. Rồi, ok. Mình mấy cứng hết lên. Súng ống súng đạn để đây chi đi ra rồi để cái bóp ở sau để ở bên này giữ bên này ở giữ giữ đi giữ đè bên vai. Đó, rồi.
rồi. Được rồi ha. Đó vậy được rồi. Cái này bị lỏng xin. Hốp đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.